xúc của chương trình audio. Hôm nay thì mình rất vui khi được trở lại và mình sẽ chia sẻ với các bạn về một hệ thống âm thanh thông báo có model là VM3000 đến từ thương hiệu Toa của Nhật Bản. Với hơn 42 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực âm thanh chuyên nghiệp, đặc biệt là các sản phẩm về các hệ thống âm thanh hội thảo, hội họp, các hệ thống âm thanh công cộng, thì đây thực sự là một sản phẩm sẽ khiến cho chúng ta có rất là nhiều bất ngờ về thương hiệu Toa của Nhật Bản. Và ngay bây giờ thì mình sẽ đi vào vấn đề luôn, và để cho các bạn không phải chờ lâu thì hệ thống này của chúng ta sẽ gồm có các thiết bị tăng âm trung tâm VM3360VA liền mixer kiểm soát 6 vùng loa với công suất 360W, tích hợp nhiều tính năng tiêu chuẩn cho hệ thống âm thanh thông báo. Thứ hai là ampli mở rộng VM3360E giúp tăng công suất và tăng số vùng loa quản lý của hệ thống. Và cuối cùng là micro Toa RM200M, chiếc mic vàng trong làng âm thanh di tản của nhà Toa. Và tiếp theo, chúng ta sẽ cùng khám phá từng thiết bị trong hệ thống này nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ khám phá sản phẩm đó là tăng âm mở rộng VM3360E. Thì các bạn có thể nhìn thấy thì với thiết kế nhỏ gọn và tinh tế như thế này thì sản phẩm sẽ được làm hài lòng rất là nhiều người sử dụng. Còn về chất lượng của âm thanh thì sao? Với công suất lên đến 360W thì thiết bị tăng âm mở rộng này mang lại hiệu quả làm việc rất là mạnh mẽ và bền bỉ. Và sản phẩm thì làm hài lòng rất là nhiều người sử dụng bởi các đặc điểm ưu việt như là hỗ trợ đến 6 vùng loa mở rộng với công suất khá là cao lên tới 360W. Thiết bị cũng gồm có cả chức năng giám sát và kiểm tra hệ thống. Và sản phẩm tăng âm mở rộng này thì rất là dễ dàng để kết nối với các cổng cắm cũng như là các nguồn điện. Và sản phẩm này thì cũng có các chuông báo tùy chọn âm thanh, các núm điều khiển rất là dễ dàng sử dụng. Sản phẩm tiếp theo đó chính là bộ mixer VM3360VA. Đây được coi là bộ tăng âm All-in-One với rất là nhiều chức năng khác nhau. Sản phẩm hỗ trợ đến 6 vùng loa riêng biệt. Và có thể nói là đây là một niềm tự hào của nhà Toa và được đánh giá là một sản phẩm khá là tốt so với các sản phẩm cùng phân khúc trên thị trường, với công suất của sản phẩm này lên tới 360W. Thiết bị thì gồm có 5 đầu vào âm thanh đã bao gồm nhạc nền và 6 đầu ra tùy chọn, đồng thời được tích hợp hệ thống kiểm tra giám sát và giúp chúng ta có thể loại trừ được các trường hợp hỏng hóc, giúp cho cái công việc của chúng ta sử dụng thiết bị được hiệu quả tối đa. Tăng âm còn có các ngõ vào âm thanh bao gồm ngõ vào micro và ngõ ra loa, có đầu nối cắm điện, chuông báo tùy chọn âm thanh, loa bass điều chỉnh âm sắc tùy ý, tích hợp micro push to talk PTT cho trường hợp thông báo khẩn cấp. Điểm cộng của sản phẩm này là có thể giám sát các thiết bị khác đang ở đâu, kết nối với các thiết bị đó với khoảng cách lên tới 800m. Với hệ thống được xử lý và kiểm soát âm thanh bằng công nghệ kỹ thuật số, đầy đủ âm thanh pha trộn và tích hợp hệ thống chất lượng cao giọng nói, tin nhắn có thể được thiết lập trực tiếp, sử dụng các điều khiển và màn hình LCD ở trước hoặc cho phép sử dụng dễ dàng thông qua máy tính. Và sản phẩm cuối cùng mình sẽ giới thiệu với các bạn trong hệ thống này đó chính là Micro RM200M. Sản phẩm này thì được người dùng rất là ưa chuộng bởi những đặc điểm vô cùng là nổi trội. Đầu tiên là sản phẩm có thể kết nối được với nhiều vùng loa và cho phép là kết nối được tới trên 10 vùng loa khi kết hợp với bộ RM210. Thiết bị có khả năng hoạt động trong nhiều môi trường, không gian lớn, rộng và xa, cho phép lựa chọn vùng loa cần thông báo một cách dễ dàng. Hệ thống quản lý từ xa cho phép thông báo được thực hiện cho bất kỳ khu vực loa và tất cả các khu. Cuối cùng là tính năng tin nhắn thoại, phát thông báo đã lưu sẵn. Ngoài các sản phẩm mình vừa giới thiệu ở trên thì với hệ thống VM3000 chúng ta còn có thể kết hợp với các model như sau. Tăng âm trung tâm VM3240VA 240W 6 vùng loa, tăng âm mở rộng VM3240E 240W 6 vùng loa, micro thông báo khẩn RM300MF và bàn phím mở rộng trong micro thông báo khẩn RM320F. Hệ thống âm thanh VM3000 được coi là một trong những sản phẩm rất được ưa chuộng và bán chạy trên thị trường hiện nay của nhà Toa bởi chất lượng âm thanh mang lại thì cực đỉnh và thiết kế thì vô cùng thông minh và hiện đại. Khi để nói về hệ thống âm thanh VM3000 này thì chúng ta không thể bỏ qua những cái đặc điểm cực đỉnh của sản phẩm này. Không chỉ có chức năng thông báo chung, sản phẩm này còn có thể giúp chúng ta phát đi những cái thông báo trong trường hợp khẩn cấp một cách tự động. Một đặc điểm ưu việt và cũng là điểm cộng cho hệ thống này đó là vừa có khả năng hoạt động độc lập vừa có thể kết nối với nhiều thiết bị khác. Hệ thống còn có thể kết nối mở rộng lên tới 60 vùng loa. Tiếp theo đó là khả năng phát kiểm soát ưu tiên. Và bên cạnh đó là khả năng cung cấp điện cho micro từ xa. Thêm vào nữa là hệ thống này còn có chức năng là tự động kiểm tra, giám sát và báo lỗi hệ thống. Bây giờ các bạn hãy cùng mình điểm qua 4 đặc điểm nổi trội của hệ thống âm thanh VM3000 này nhé.
Đầu tiên, đó là chất lượng âm thanh mang lại về cực tình, với khả năng khuếch đại âm thanh tốt và độ méo tiếng rất là nhỏ, chỉ chưa đầy 0,7%. Thứ hai là thiết kế đa tính năng thông minh. Hệ thống có khả năng truyền thanh thông báo và phát nhạc nền chất lượng cực cao với các loại micro chuyên dụng và kết nối chuẩn quốc tế. Hệ thống còn có khả năng liên kết đa dạng với nhạc cụ, thiết bị phòng thu, chiết áp loa, megaphone. Đặc điểm nổi trội thứ ba đó là bộ sản phẩm này thì mang một thiết kế mới mẻ và độc đáo. Từng đường nét của sản phẩm thì được trau chuốt và kỹ lưỡng đến từ chất liệu cho tới những thiết kế như thế này. Vì thế mà mang lại được một cái không gian rất là hiện đại và nhỏ gọn khi chúng ta đặt trong nhiều không gian khác nhau. Và đặc điểm thứ tư là sản phẩm rất là phù hợp với các môi trường âm thanh công cộng từ nhỏ cho tới lớn, bởi khả năng vừa hoạt động độc lập vừa có khả năng kết nối với nhiều thiết bị khác. Vừa rồi là những thông tin tổng quan về hệ thống VM3000 của nhà toa. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng thử test ở thiết bị này để xem là cái âm thanh chúng ta nghe được thực tế sẽ như thế nào nhá. Ok, bây giờ mình sẽ cùng test luôn. Đây chính là bộ đàm của hệ thống. Chúng ta sẽ cùng thử nó nhé. Alo, alo, 1234. Các bạn đang nghe âm thanh từ hệ thống VM3000 của nhà toa. Âm thanh nghe rất là rõ ràng đúng không ạ? Cảm nhận của các bạn về hệ thống âm thanh VM3000 này như thế nào? Hãy cùng comment dưới video để cho mình biết nhé! Với thiết kế nhỏ gọn, hiện đại, thông minh và chất lượng âm thanh mang lại thì cực đỉnh, thì VM3000 thực sự là một sản phẩm phù hợp với rất nhiều không gian và nhu cầu khác nhau như là nhà hàng, trường học hay là các không gian rộng lớn khác. Và đây thì không hổ danh được coi là một sản phẩm danh bất hư truyền của nhà toa. Vừa rồi là những thông tin mình chia sẻ tới các bạn về các thiết bị âm thanh đến từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Và nếu như các bạn còn có lăn tăn hay câu hỏi gì về các thông số kỹ thuật của sản phẩm thì các bạn hãy liên hệ tới số hotline của chương trình audio, đó là 0904 57 58 56. Còn để đặt hàng cũng như nhận những chương trình khuyến mại khác thì các bạn hãy liên hệ tới số hotline 0902 188 722 hoặc truy cập vào website tca.vn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại! Chương trình audio, âm thanh sống động, công nghệ đỉnh cao. Hotline 0902 188 722.